Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Chính Pháp, và em là An sẽ đồng hành với quý anh chị trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay là 30 tháng 1, kết thúc của phiên giao dịch cũng khá là tích cực nha các anh chị. Dòng tiền đang có dấu hiệu là quay trở lại thị trường rồi. Hôm nay có rất là nhiều nhóm ngành đã có dấu hiệu là bật tăng vào cuối phiên, và chỉ số ngày hôm nay cũng đã kết thúc ở đâu đó vùng 1.179,65 điểm. Thanh khoản nó cũng thuộc dạng là trung bình vừa phải thôi, cũng chưa cao lắm, quanh 15.000 tỷ ở cả ba sàn. Và cái nhóm ngành ngày hôm nay là đang chiếu thế, đó là nhóm ngành bất động sản, và đặc biệt ở đây là bất động sản công nghiệp. Tiếp theo là vật liệu xây dựng, nó có sự góp mặt của Nam Kim và Hoa Sen cũng như là HBG, tín hiệu rất tốt. Nhóm hóa chất thì đâu đó là một vài mã như là LS và ZV vẫn đang là dẫn đầu, DGC nữa. Đó, những nhóm bán lẻ, nhóm tài chính dịch vụ. Ngày hôm nay là dòng tiền đã quay trở lại này, thay vì cái sắc đỏ trong những phiên trước. Hôm nay là sắc xanh đã quay trở lại thị trường khá là nhiều rồi. Cũng là vì ngày hôm nay là chúng ta có một cái sự trở lại khá là tích cực của nhóm ngành bất động sản của công nghiệp. Cho nên là em An cũng sẽ chia sẻ góc nhìn của mình về một vài mã cổ phiếu bất động sản của công nghiệp hiện tại vẫn còn có thể là sẽ cho chúng ta những cái điểm mua để có một cái khoản lợi nhuận trong ngắn hạn nha các anh chị. Nếu mà lần đầu tiên các anh chị đến với kênh YouTube Ichimoku Chính Pháp, là đến với video của em An, thì có thể là ủng hộ em An bằng những lượt like cũng như là những bình luận trái tim ở phần khung chat, và các anh chị có thể là ủng hộ kênh một nút follow để khi anh em chia sẻ những cái buổi livestream cũng như là những video nhận định về thị trường thì anh chị có thể nhận được kịp thời để có được những cái quyết định đầu tư chính xác và đúng đắn hơn nha các chị. Ok, thì đầu tiên thì ngày hôm nay chúng ta có thể kể đến là có thể như trong danh sách của em An đã sắp xếp ở đây đi, thì BCM cái gì đây là ngày hôm nay là cũng là một cái phiên bùng nổ tích cực của BCM. Thanh khoản cũng đã bắt đầu là cải thiện rồi trong các phiên trước. Ok nè, đó, ngày hôm nay đã đóng cửa ở vùng 65.3, cũng khá là gần cái đỉnh cũ và tiệm cận cái ở vùng cản ở đây, vùng cản trong khung đồ thị ngày. Tuy nhiên thì theo em, những cái mã cổ phiếu thường dùng để điều tiết chỉ số, thường dùng để kéo điểm như BCM thì nó rất là khó để cho các anh chị đầu tư trong ngắn hạn. Nó có thể phiên ngày hôm nay là một phiên bùng nổ sau một khoảng thời gian nó tích lũy rồi đó, thì tín hiệu cho thấy là giao kiếm đã hướng lên ấy. Thì ngày mai nếu các anh chị mình thích cái mã BCM này thì có thể là tham gia test một phần ở đâu đó là quanh giá 64.75, 64.5, quanh quanh đó. Nếu có những nhịp rung lắc điều chỉnh về thì các anh chị có thể là tham gia mua, là an toàn hơn là nó về lại đâu đó cái vùng 6, từ vùng 63.3 này tới cái vùng 62.5, nó loanh quanh đó, thì các anh chị có thể là tham gia vào test một cái tỷ trọng vừa phải thôi. Tiếp theo là cao su Đồng Phú. Trong khoảng thời gian này là những cái nhóm riêng lẻ như là khu bất động sản công nghiệp, nó dòng tiền nó đã vào rất là nhiều rồi, loanh quanh này cái vùng giao găm đây, là trong khi ngày hôm qua đã bứt phá được thì hôm nay là tiếp tục một cái pha tăng nữa của cao su Đồng Phú. Thì nếu mà nó đã bứt phá như thế này thì em nghĩ nó vẫn còn đang ở trong biên, nó chưa vượt được cái đỉnh cũ như thế này, nó vẫn chưa được cái vùng đỉnh cũ, nên là khả năng cái đích đến của nó tiếp theo sẽ là vùng 36. Các anh chị mình đã mua ở cái vùng giao găm quanh giá 31.8 này thì ok, chúng ta yên tâm nắm giữ. Còn các anh chị nào mà mình chưa chưa có điểm mua thì có thể là xem xét, nếu mà những phiên nó test và đâu đó là quanh cái vùng là 32.9, 33, nó test vào những cái vùng đó thì chúng ta có thể là canh để giải ngân. Chúng ta có thể canh là giải ngân cho cái nhịp nó test lại cái vùng mà biên giao găm ở đây. Thường nó vừa mới vượt qua thì có thể là nó sẽ test lại, không có test chính xác ở vùng 31.8 đâu, có thể loanh quanh những cái vùng giá 32, 33 ở đây đó. Chúng ta có thể là tham gia giải ngân vào một phần nhỏ cho cái nhịp đánh nó test lại của cao su Đồng Phú. Những một vài mã như là NTC này, những cái mã này nó cũng mặc dù là cái thị giá nó cao nhưng nó cũng đã có dòng tiền vào, chứng tỏ là cái nhóm bất động sản công nghiệp này đang thu hút dòng tiền rất là lớn. Điều này là đến từ cái việc thông tin vừa ra là nguồn vốn FDI, nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong quý 1 năm nay, quý 1 2024 đầu năm này nó đang rất là tốt, cao hơn đâu đó là 40% so với cùng kỳ năm trước. Đó, nên là dòng tiền nó đang tập trung mạnh vào những cái mã cổ phiếu có cái đất bất động sản công nghiệp này nhiều. Đấy, là cũng cũng là một cái luận điểm có thể là giúp cho trong cái tuần cuối tuần trước và đầu tuần này thì bất động sản công nghiệp bắt đầu dậy sóng, là như DTD
đó đêm sơ đơ. Các anh chị nào có theo dõi Mang thì mã VGC Mang cũng đã có chia sẻ đây, ở đây vẫn còn cái biểu đồ này anh Mang chia sẻ này đấy. Nó có hai trường hợp, một là nó phải test về cái dấu găm 65 ngày ở quanh cái vùng giá 49 50 ở đây thôi, là nó sẽ có một cái nhịp quay đầu hoặc tăng trở lại đây, hai phiên xanh đây em có cái chia sẻ đấy đó. Cái kịch bản là nó bật vào đây nó sẽ tăng lên đó, và sau đó nó retest lại và tăng tiếp ở đây đó. Là các anh chị nó có theo dõi thì đã có được một cái vùng mua an toàn ở quanh cái vùng giá 49 50 đó, và về lại nó test lại cái dấu găm đây chúng ta gia tăng thêm thì bây giờ đã có thành quả khá là ok rồi đó. Về vận động của VGC thì mình nghĩ nó sẽ lấy lại được cái vùng hỗ trợ đường EMA 50 ngày trong phiên ngày mai, và tiếp tục khả năng nó sẽ bứt phá được cái vùng EMA mỏng ở đây để lên đâu đó tiếp được cái vùng giá đỉnh cũ là 57 58 ở vùng biên trên này đấy. Nếu anh chị nào mình chưa có hàng và thích mã VGC thì có thể là giải ngân đâu đó là vào ngày mai quanh cái vùng giá 53 nè, quanh vùng giá 53 này chúng ta có thể là bắt đầu vào tham gia cho một cái nhịp là đánh break lên ở đây đó. Điểm mua một là ở vùng giá 50 rồi, điểm mua hai thì nó sẽ là vùng giá 53 cho một cái kỳ vọng về lại vùng đỉnh cũ là 56 đó, một cái nhịp đánh thẳng lên đây về lại được cái vùng giá 56 57 xin lỗi 57 58 ở trên này, đó là một cái kỳ vọng cho VGC. Nếu chị đã tham gia ở quanh cái vùng giá 50 49 50 thậm chí là 51 chúng ta bây giờ vẫn còn đang là khá là an toàn đó, các chị có thể là tìm lại những cái video của em mang cái chia sẻ về mã GBR này. Tiếp theo là ngày hôm nay là em muốn tập trung vào mã Edico, một cái mã mà theo em thì nó sẽ là một một trong những cổ phiếu có thể là giúp cho anh chị có được một cái lợi nhuận trong ngắn hạn bên cạnh GVR và VGC đó. Em chưa chia sẻ về GVR đúng không ta? Đây, GVR nó cũng tương tự, nó dùng tiền nó đang vào rất là mạnh và nó vẫn đang là ở cái vùng biên vùng đỉnh cũ thôi. Ngày hôm nay nó đã có cái dấu hiệu nó break ra được rồi, nhưng mà nó đã quay trở lại nó test, thì đâu đó phiên ngày mai các anh chị có thể là trông chờ một cái dịp rũ và quanh vùng giá 22.5 22.3 thậm chí là vùng 22 luôn, chúng ta có thể là giải ngân vào để nó test lại cái vùng hỗ trợ đây. Nếu mà test lại thành công thì nó sẽ tiếp tục bật tăng lên như là VGC nó đã test lại một cái nền lần thứ hai và sau đó là lại bật tăng khá là mạnh đó. Cái vùng khách sạn ở đây nó cũng đang mở ra rồi, nhưng mà nếu mà cái động lực của cổ phiếu vẫn còn tăng, vẫn còn đẩy mạnh, dòng tiền vẫn còn lớn thì cái thanh khoản nó sẽ giúp cho cổ phiếu không bị điều chỉnh mạnh, nó chỉ về đâu đó là quanh được cái vùng giá là 22.4 22.5 ở đây đấy, lúc đó chúng ta có thể là mở cái vị thông mua cho GBR. Quay trở lại với nhân vật chính là Edico. Edico thì bây giờ nó vẫn còn đang ở trong cái vùng biên 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 trên nếu mà ở trong cái biên nhỏ thì ok, nó đã bứt phá được rồi thì đó cũng là một cái tín hiệu cho thấy là dòng tiền đã quay vào trở lại mạnh mẽ đối với Edico đấy. Nên là khi mà cổ phiếu nó đã bứt thoát ra được như vậy rồi, nó vượt được những cái vùng đỉnh như thế này rồi, thì khả năng là cổ phiếu nó sẽ tiếp tục bay rất là xa, chạy rất là mạnh, có thể là vào cái nhịp nước rút luôn đó. Nên là nếu mà anh chị mình yêu thích cái mã Edico này và muốn đánh một cái nhịp ngắn gọi là đánh lướt sóng á, với Edico thì ngày mai khi mà mở cửa trong phiên nó xuất hiện những cái vùng ở thứ nhất, nếu mà nó quay về nó test lại được cái vùng giá hiện tại này 53.7 cho tới là 53.3 đó, thì anh chị có thể là bắt đầu là tham gia với cái tỷ trọng là 50% 50% đó, ở trong khung đồ thời giờ, trong phiên nó có những cái nhịp điều chỉnh và cái vùng dưới đây 53 là bắt đầu tham gia được đó. Khi mà cổ phiếu nó phục hồi lên trở lại được cái vùng giá 54 55 ở đây thì anh chị là bắt đầu mở mua đó, đó là một trường hợp một. Còn trường hợp hai các anh chị thấy không, dao kiếm cũng đang bắt đầu hướng lên rồi, có thể là ngày mai nó sẽ bật tăng mạnh luôn, thì anh chị cứ kê ngay cái vùng giá đầu giờ đầu phiên, canh ngay cái vùng đầu phiên luôn, chúng ta khớp khớp ngay vùng giá đầu phiên và bắt đầu là sẽ gia tăng thêm khi mà nó có những cái nhịp rung lắc ở trong cái biên trên này đó, những cái nhịp rung lắc ở biên trên quanh cái vùng giá, ít nhất nếu là ngày hôm nay mà nó vượt được cái vùng giá là 54 54.3 thì khả năng nó sẽ cứ test lại cái vùng giá 53.8 53.9 ở đây, thì khi mà nó có những cái nhịp rung lắc lại như vậy thì chúng ta bắt đầu tham gia gia tăng thêm
À, nó contract được thì lần đầu cũng có sẽ gặp cái áp lực bán. Khi mà cổ phiếu nó quay trở lại retest thì chúng ta sẽ là gia tăng thêm tỷ trọng, nó sẽ là an toàn hơn là chúng ta mua full ở những cái phiên nó crack tiếp theo. Đó là ngày ngày mai nè, ở trong khung đồ thị này có thể là ngày mai nó sẽ bung lên một cây như thế này nữa. Tiếp theo tới phiên ngày thứ năm, thứ sáu nó lại là một cái cây điều chỉnh nhỏ, rồi tới thứ sáu là một cây bật tăng trở lại. Đó, nó sẽ test để nó rũ bỏ những cái nhà đầu tư mà đã đeo bám trong cái quá trình tích lũy ở đây, chốt ngắn hạn. Đó, thứ người ta ra thì chúng ta có thể là tranh thủ những cái nhịp đó, những cái gì người ta chốt ngắn hạn chúng ta tham gia vào. À, chúng ta có một cái tỷ trọng vừa đủ đối với VIVICO ở trong cái giai đoạn này. Đó, những cái mã này thì em đánh giá cao là VGC và IVICO. Nhịp rồi là VGC đã có cái chiến lược mua rồi, ok, nó đã có đem lại cái mức lợi nhuận đáng kể cho các anh chị nếu mà đã tham gia được ngay ở cái vùng giá 50 đó. Thì nó này là nó chiến lược mua của nó là về test giao găm, về test giao găm và test những cái vùng hỗ trợ chúng ta có thể là mở mua. Còn đối với EDICO thì của nó sẽ là chiến lược mua break out khi mà các tín hiệu mua nó đều ủng hộ cái việc bật tăng giá. Thứ nhất là theo chỉ báo EG ở đây trong khung đồ thị ngày là hai kiếm đã hướng lên và hai giao găm nó cũng hướng lên rồi, bứt phi tiên. Đó, nó đang có cái hiệu hướng lên hết. Đấy, ngay ở trong những cái khung đồ thị ngắn hơn là khung đồ thị giờ nè, bốn giao kiếm gì nó cũng đã hướng lên hết rồi, hai kiếm hai giao đều hướng lên rất là mạnh, cùng với thanh khoản bùng nổ đó, nên là cái động lực tăng của Nico nó cũng sẽ còn rất là mạnh. Đấy, chừng nào mà hai kiếm nó tách ra xa hơn thì lúc đó chúng ta mới thấy là có vẻ là dấu hiệu suy yếu nó hình thành, nhưng mà hiện tại là hai kiếm hai giao nó cũng đang hướng lên rất là mạnh, kể cả trong khung đồ thị tuần đây anh chị thấy không, Idico trong khung tuần nó đã vượt được cái khung tuần cái cản vô trong khung tuần rất là lâu rồi mà nó không quay về nó test, và hôm nay là một cái phiên bùng nổ nữa, một cái tuần bùng nổ thanh khoản cũng như là và cái biên độ như thế này thì trong khung đồ thị tuần cái việc nó quay lại nó test giao găm là rất là khó nha. À, khi mà hai kiếm cũng đang có dấu hiệu hướng lên rồi. À, nếu mà tiếp tục những cái phiên tăng điểm đó tiếp theo cho từ giờ tới cuối tuần còn ba phiên giao dịch nữa. À, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ba phiên giao dịch nữa mà Edico tiếp tục duy trì được cái động lực tăng thì khả năng là trong khung tuần nó cũng sẽ tạo ra một cái thế lớn hướng lên nữa. Đó là cái động lực tăng của Edico trong cái giai đoạn này đang là rất lớn. À, các anh chị nếu mà mình có thể tham gia thì ngày mai chúng ta mua ở những cái vùng giá nó điều chỉnh rung lắc lại, có thể là cái vùng giá 53 nè, thậm chí là 52 đó, nếu có nhịp rung lắc đỏ trong phiên ngày mai anh chị cứ chia lệnh ra là để gom dần, ok, thì sẽ có một cái chiến lược mua cho Idico, đó là chiến lược mua break out, ok nha các anh chị. Đó, nếu anh chị nào mình chưa có cái danh mục đầu tư mới ngoài những cái mã mà như em vừa có tóm tắt sơ qua, các anh chị vẫn còn đang mông lung chưa biết xử lý tài khoản như thế nào và chưa xây dựng được một cái danh mục giao dịch mới thì có thể là liên hệ với Mang để được đồng hành cùng với Mang trong trong khách hàng. Đó. Thì trong ngày hôm nay thì em Mang cũng đã có trong trong khách hàng của em Mang cũng đã có được vài cái mức lợi nhuận đến từ những cái mã bất động sản khu công nghiệp như là GVR ở đây. Em có thể là chia sẻ cho các anh chị đợi xíu nha. Đây đó, vậy theo là GVR là đã mua ở quanh cái vùng giá 21.2 rồi, hôm nay đã là quanh cái vùng giá 23 buổi sáng đó, thì anh chị có thể thấy là cái việc chúng ta tham gia ngay từ đầu cũng là rất ok nha. Bên cạnh đó là VGC đó. Đấy, VGC thì ngày hôm nay là cũng sẽ là có một cái chiến lược mua mới cho các anh chị là mình chưa có hàng đó quanh giá 53 này. Ok, em chia sẻ đây cho các anh chị luôn, nếu mà mình cũng đang ngắm tới những cái mã cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản công nghiệp thì ok, các anh chị có thể là liên hệ với Mang qua cái thông tin ở trên màn hình, có thể là đồng hành cùng với Mang sớm, chúng ta cùng nhau tìm kiếm lợi nhuận, cùng nhau tham gia thị trường để có thể là tìm được những cái lợi nhuận đáng kể trong cái thời gian này nha các anh chị. Không không những là thời gian này mà cả là năm 2024 nữa. À, năm 2024 đang là một cái năm gọi là có những cái tiềm năng, những cái triển vọng rất là tốt cho thị trường chứng khoán và các mã cổ phiếu.
không chỉ riêng đâu với bất động sản công nghiệp mà còn có thể là nhóm ngân hàng. Đây, các chị thấy ngân hàng vừa rồi là cũng đã một cái nhóm mảng ngành dẫn sóng rất là mạnh. Đó, tiếp theo sẽ là kỳ vọng vào nhóm thép và cũng có thể là nhóm bất động sản công nghiệp. Đó, nó sẽ dòng tiền sẽ luân phiên thay đổi để cùng kéo thị trường tăng điểm, kỳ vọng sẽ về lại được cái vùng giá ít nhất là vùng 1.250 trong đâu đó là sau Tết đó. Nên là cái giai đoạn hiện tại sẽ là một cái giai đoạn mua gom cái vùng giá đẹp để cho các anh chị có cái vị thế tốt để đầu tư trong năm 2024 nha các anh chị. Ok, nếu anh chị mình vẫn chưa có tài khoản ở VPS hoặc là nếu đã có rồi thì có thể là và đồng hành cùng với em bằng cách là mở một cái tài khoản ở công ty VPS với cái ID là y dài 506 hoặc là chuyển ID về với Mang theo những cái bước ở trên màn hình để có thể là đồng hành với Mang trong room khách hàng cũng như là những cái room tín hiệu, cái room chiến lược của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video lần sau. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.